Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 11 câu 29 đến câu 32. Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ ngày nay như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng của trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng. Mà đây còn hơn ông Jonah nữa. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu là dấu chỉ của Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta, như là một dấu lạ cần phải biết đón nhận bằng cách thành tâm lắng nghe lời khôn ngoan của tin mừng, đồng thời tin vào việc và đời sống của Chúa Giêsu để con người hoán cải. Nhớ lại ngày xưa, ngôn sứ Jonah đã kêu gọi dân thành Ninive tội lỗi, ăn năn sám hối. Mọi người trong thành chúng ta thấy, từ vua quan đến dân chúng lớn nhỏ, đã đáp lại lời mời gọi của Jonah. Qua cái sự hoán cải sám hối của dân thành, nên Chúa thấy lòng chạnh thương của họ và đã không luận phạt họ. Và đến thời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy các luật sĩ và biệt phái đã từng nghe lời Chúa giảng dạy và chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm. Nhưng chúng ta thấy lòng của họ, lòng chai giả đá. Họ không nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu. Họ không nhận ra thân thế của Ngài là đấng cứu thế. Họ không nhận ra và họ còn đòi Ngài làm phép lạ lớn trên trời để họ tin. Và khi đó Chúa nhắc lại chuyện Jonah. Chúa Giêsu cảnh báo những người Do Thái, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì dân này đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng. Như thế lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta phải có thái độ sám hối. Hồi Đức Giêsu ở Galilee, các luật sĩ đã xin Ngài cho xem điềm lạ trên trời. Nay các biệt phái ở Giu-đê lại yêu cầu điều đó. Cũng như lần trước Ngài không cho, vì biết họ khiêu khích Ngài. Ngài hứa cho họ xem một phép lạ cả thể, đó là việc Ngài chết sống lại. Nhưng Ngài mượn câu chuyện của Jonah để nói với họ. Theo tích truyện, ông Jonah bị ném xuống biển thì có một con cá lớn nuốt ông vào bụng, giữ 3 ngày đêm. Rồi nhả ông ra trên bãi biển. Câu chuyện này có ý nói đến Chúa Giêsu sẽ chịu chết, nằm trong mộ 3 ngày rồi sẽ sống lại ra khỏi mộ. Chúa Giêsu dựa vào câu chuyện điềm lạ Jonah để mời gọi sự sám hối. Đáp lại lời kêu gọi đó, Thánh Luca cho chúng ta thấy có 3 thái độ. Các biệt phái cứng lòng và gian ác. Họ đòi điềm lạ trên trời vì họ không tin vào phép lạ Chúa Giêsu làm. Đó là tội từ chối ánh sáng, tội phạm đến thánh thần. Thứ hai, chúng ta thấy dân thành Ninive mau mắn nghe lời và nhiệt tâm sám hối theo lời kêu gọi, nên họ được Chúa thứ tha. Điều thứ ba, nữ hoàng Sê-ba không những cảm phục lời lẽ khôn ngoan của vua Salomon, mà bà trở thành người rao giảng các lời ấy cho dân nước của mình. Chúng ta thấy điều quan trọng nhất của con người khi sám hối, đó là gì? Muốn sám hối thì phải biết mình có tội để sám hối. Nhưng trong thực tế, chúng ta thấy biết mình có tội là một chuyện rất khó. Vì chúng ta thường nghe nói bàng quan giả tỉnh, đương cục giả mê. Việc người thì sáng, việc mình thì quáng. Chỉ biết người mà lại không biết mình. Chúng ta thấy cái rác trong mắt anh em thì dễ lắm, nhưng mà cái đà trong mắt mình thì khó thấy. Trong chuyện Jonah, hình ảnh dân Ninive tội lỗi lại dễ thương hơn hình ảnh
của tiên tri Jonah. Ông không muốn tuân theo lệnh Chúa. Ông chỉ muốn dân Ninive bị phạt. Khi dân này sám hối và được tha, thì ông lại giận Chúa. Chúa dùng tấm gương của họ để kêu gọi Jonah sám hối. Thật lạ lùng, người giảng sám hối lại sám hối sau người gây giảng. Là những người giảng cho sám hối trong mùa chay này, linh mục nghĩ như thế nào trong mỗi lần mà đi giảng sám hối? Có khi rằng là người nghe lại sám hối trước người giảng. Vậy chúng ta thấy đó, một cái câu chuyện nói về mẹ Teresa. Khi hỏi mẹ làm sao có thể giúp đỡ cho rất đông người nghèo như vậy, mẹ Teresa Calcutta trả lời: chúng tôi không phục vụ để thành công, chúng tôi phục vụ để làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa tình yêu. Trong niềm tin của người Do Thái, câu chuyện tiên tri Jonah là một câu chuyện lạ lùng. Ông là người nước ngoài nhưng đã đến thành Ninive để loan báo lời Chúa, dân tin ông để hoán cải. Chúa Giêsu cũng đã đến làm nhiều phép lạ, kêu gọi dân sám hối nhưng họ không nghe vì họ không tin rằng Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa. Bài học của Jonah là bài học cho mỗi người chúng ta. Bài học của nữ hoàng phương Nam để nghe lời khôn ngoan, của Salomon để mở trí cho những người Do Thái bấy giờ là bài học cho mỗi người chúng ta. Chúng ta thấy những điều này làm cho người ta khó chịu vì chính họ không nhận được dấu lạ của Chúa. Họ đòi hỏi dấu lạ của Chúa. Vì sự kiêu căng, kiêu ngạo và thói tự mãn đã ngăn cản họ đón nhận lời khôn ngoan của Chúa. Và đây chính là khởi đầu cho sự hoán cải. Khi họ không nghe thì họ không bao giờ hoán cải được. Dân thành Ninive nghe rồi hoán cải. Nữ hoàng phương Nam nghe lời khôn ngoan và học hỏi. Còn những người thời Chúa Giêsu thì trơ trơ ra như đá. Trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Có nhiều lúc chúng ta cố chấp nên chúng ta không giải quyết được những chuyện gì. Có những lúc chúng ta tự mãn cũng không được chi. Thói kiêu ngạo đã khiến cho chúng ta mãi mãi ngu muội, không tiếp được cái mới, không tiếp thu được cái mới, cái hay từ cuộc sống. Cuộc đời mà ngừng học hỏi sẽ làm cho chúng ta ở mãi trong sự ngu dốt của mình. Trong đời sống đạo mà thiếu sự hoán cải thì phải nói rằng biết khi nào mới trở nên hoàn thiện được. Hoán cải là để sửa mình, hoán cải là để hoàn thiện, hoán cải là để nên con cái Chúa, và hoán cải cũng là khởi đầu của sự khôn ngoan đích thực. Chúa Giêsu đã đến kêu gọi hoán cải, nhưng chúng ta có thật sự hoán cải hay không? Ngày mỗi ngày chúng ta thấy chúng ta vẫn kiêu ngạo, chúng ta vẫn tự cao tự đại. Khó có hoán cải lắm, bởi vì chúng ta lúc nào chúng ta cũng tự cho chúng ta là thánh, chúng ta tự cho chúng ta là hơn người khác, chẳng bao giờ chịu hoán cải. Lỗi tại tôi một phần. Chúng ta vẫn thường có cái thái độ giấu tội, che tội và không nhận ra tội của chúng ta. Để rồi chúng ta khó có hoán cải. Muốn hoán cải như đã nói là phải nhận ra mình tội lỗi mới hoán cải. Còn đối với những người mà gọi là không có nhận ra mình là người tội lỗi thì làm sao mà hoán cải được? Đó là cái điều rất quan trọng trong cuộc đời. Cái sự kiêu ngạo thì không bao giờ hoán cải được hết. Dân Do Thái ngày xưa kiêu ngạo nên không nhận ra Chúa. Và đôi khi ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta cũng kiêu ngạo. Đôi khi chúng ta thành công, chúng ta giàu có, chúng ta tự cao tự đại. Chúng ta không nhận ra Chúa để chúng ta hoán cải. Chúng ta kiêu ngạo, chúng ta kết án anh chị em chúng ta. Chúng ta thường cho chúng ta là đạo đức thánh thiện, còn người khác là tội lỗi và yếu đuối hơn chúng ta. Và xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn luôn sám hối, quay về với Chúa. Chúng ta đón nhận được lòng thương xót từ nơi Chúa.